rất là ngưỡng mộ bạn đó. Mệt không vậy, lắng động một xíu đi. Thấy mặt cũng mệt mỏi lắm rồi. Tôi đứng ngoài kia xong rồi tôi xem thử các cái game nó như thế nào, nó chạy như thế nào. Và mình mới bỗng nhận ra một điều rằng trời ơi, game bắn cung dễ ọm mà có gì đâu. Có tôi ngồi bắn qua đâu có gì đâu. Xong rồi leo qua cái đỉnh tháp kia thì thấy cũng bình thường thôi. Xong bắt đầu đi qua cái vòng tròn, bắt đầu xong cái lăng cái banh lăng kia, bắt đầu thấy hình như nó cũng có vấn đề rồi đó, bắt đầu có khó rồi đó. Xong rồi đi qua cái bè kia thì bỗng nhiên thấy mọi người coi như là đến giờ là cũng mệt lắm rồi đúng không? Mệt lắm rồi. Mệt không? Sung còn vẫn còn sung lắm kìa. Hồi nãy tôi nói chuyện với lại ban tổ chức đó của bạn, nói là bây giờ phải chơi làm sao cho nó đã lên, cho nó mệt thiệt mệt lên. Nếu mà chưa chơi đã, tối nay chơi tiếp cho nó đã làm sao để mà ngày hôm nay không những mình đi học mà mình còn đi chơi, mình còn vui vẻ với nhau nữa. Và mình ăn uống, mình làm sao đó để sau cái buổi ngày hôm nay mình về là mình đưa ra những cái sản phẩm mà anh Hoàng đưa ra là sao ạ? Sao ạ? Em nói gì? Cái từ của mình là từ gì? Bán sạch. Không có để cái nào còn lại cả. Bán sạch luôn, đến khi chủ đầu tư không còn chỗ để mà xây, để mình bán nữa. Phải làm gì đó. Ok. Giống như là 10 cái công ty ở trên con đường Nguyễn Thập mà chỉ có một công ty mình còn tồn tại là do các anh chị, là do các bạn ở đây. Bây giờ quay trở lại câu chuyện. Sáng ngày hôm nay tôi và chị Vân có chia sẻ với các anh chị và các bạn rất là nhiều các vấn đề mà nó hơi sâu sắc một tí, nó cần một sự lắng động một tí. Và tôi biết là các anh chị đang suy nghĩ về vấn đề đấy, cũng có suy nghĩ, cũng ngâm cứu, nhiều gương mặt rất là căng thẳng, nhiều gương mặt có vẻ như ủa sao lại thấy có cái gì nó giống với mình ở đây. Còn có người khác thì nói rằng là hồi giờ mình chưa có thấy sự mình không có nghĩ như vậy, bây giờ mình nghĩ như vậy. Có người khác thì nói rằng là trước giờ tôi vẫn nghĩ như vậy, nhưng bây giờ lại thêm một lần nữa xác nhận rằng những gì tôi nghĩ là đúng. Tất cả những cái gì mà anh chị đều biết từ đó, nó đều hoàn toàn giống với những cái học viên trước của tôi, cho dù đó là cấp lãnh đạo cấp cao hay là những nhân viên cấp trung hoặc là những nhân viên còn trẻ, đều giống nhau như vậy cả. Là vì việc cần có người xác nhận cái vấn đề đó đúng hay là không. Và hôm nay thay mặt cho Privacy, tôi đã xác nhận một số vấn đề các anh chị quan tâm. Còn bây giờ thì tôi muốn nói đến khi mà tôi nhìn thấy có một chị chân rất là đau đi thế này, thấy thương lắm. Đi qua bên này từ bên kia, có chị nào hồi nãy tôi nói không phải một bạn khác cơ. Xong rồi vẫn chơi, vẫn vui lắm, hết sức là vui vẻ và chơi. Xong rồi tôi thấy một số anh em đứng bắn cung, bắn xong rồi tự nhiên trúng cái đó thì nó không có đau, nhưng mà nó cũng làm cho mình giật hết cả mình đúng không ạ? Có bị giật mình không? Có, trúng chúng mình cũng giật mình, tự nhiên cũng tiếc nuối mà đi ra. Xong rồi cũng đi ra, xong rồi có một người leo lên kia, chỗ đạp tụt lên tụt xuống luôn. Cái núi đó, đạp tụt luôn tụt xuống luôn, nhưng mà không hiểu sao mà cũng leo lên đỉnh. Ngon lành mà coi như cái miệng đó là cắn răng lại như thế này nè, xong nhìn thấy thương lắm. Rồi đi qua bên kia thấy ngồi cứ hai vòng chân giang ra như thế này, xong bắt đầu lăn lên xuống, thấy tội các anh đẩy lên đẩy xuống, thấy thương lắm. Nhưng tất và đi qua bên chỗ mà chèo xuồng kia thì đội bên này hả, xuồng thủng và chìm xuồng luôn đúng không? Hai cái chân mà da đây qua thế này suýt nữa là vi phạm luật. Đúng vậy không ạ? Nhưng mà chắc là không vi phạm là do sao, do là thuyền nó bị có vấn đề, chứ không phải là do mình muốn thò chân xuống chèo như thế này. Tất cả những hành động đó, tất cả những câu chuyện đó sẽ giúp chúng ta nhìn nhận và hiểu lại được rằng á, là đầu tiên là nếu như mà bên này mà có thái độ mà không có tiêu cực, nói thôi bỏ cuộc luôn cho rồi, tại vì thuyền thủng rồi, đằng nào thôi nghỉ luôn, leo xuống đi chèo cho bờ đúng không? Nhưng các bạn đã không làm như vậy. Cái xuồng đầu tiên mà trèo về xong quay ngang là xuồng của ai? Của bên này. Bên này cũng vậy luôn. Trèo về đầu tiên rồi chứ không hiểu tại sao mà nó quay ngang như thế này. Bên này. Các bạn có nhớ anh chị Vân nói thế nào không? Chị Vân nói rằng là mình đi một chiếc xe đua ha, Lamborghini hoặc là xe đua nó công thức thể thao 1, đạp thắng như thế này, chứ đạp ga hết cỡ thế này, nhưng mà bên này thì đạp thắng lại, cái xe nó chạy sao à? Nó cứ quay vòng tròn tròn, là tôi nhớ lại Vân đó rồi. Tôi nhớ lại cái điều đó. Nếu mà bây giờ chúng ta không có đạp, chúng ta đạp ga mà không có đạp thắng thì chuyện gì xảy ra? Thì tăng tốc rồi mình sẽ thẳng về đích còn nhanh hơn nữa, đúng không ạ? Nhưng mà cuộc đời bao giờ nó cũng có khoanh như vậy.
Và đó là lý do sao chị Vân bảo các anh chị rằng là phải nhà cái thắng ra, có nghĩa là phải chèo làm sao đó cho nó thẳng tới, chứ không có đạp thập thắng luôn nó thành vòng tròn nữa, đúng không ạ? Rồi một cái nữa mà khi chúng ta nhìn thấy cái vấn đề mà chúng ta muốn là ở trong nhóm chúng ta ở đây, tôi muốn hỏi là có nhóm nào là tới trước, cái thuyền nào mà tới đầu tiên đó? Sang không biết có tới đầu tiên không, như cái tay mà nói chuyện ở đây. Khi mà chuyện trước khi các anh chị chèo thuyền á, các anh chị có muốn rằng là mình là tới nhất không? Có không? Khi mình muốn tới nhất thì khả năng mình làm được đó nó sẽ cao hơn. Tôi không nói là muốn cái gì là được cái nấy, trên đời này không có cái gì mà cả muốn cái gì được cái nấy cả. Nhưng nếu mình muốn á thì cái khả năng đó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những khả năng mà thôi kệ nó, tới đâu hay tới đó. Cái câu mà tới đâu hay tới đó bây giờ là phải bỏ ngay, loại khỏi cái suy nghĩ của mình. Tại vì tới đâu hay tới đó có nghĩa là sao ạ? Chả có nỗ lực, chả cố gắng gì cả, mà trên đời này không có cái gì mà không nỗ lực mà thành công hết trơn đó các bạn. Không bao giờ có cái điều đó. Vì vậy cho nên là cái câu chuyện của các bạn thì nó chơi vui vẻ. Tôi thường ngồi quan sát, tôi nhìn các bạn và tôi quan sát. Tôi nói, ồ, hay quá, các bạn này có thể làm được những cái điều mà mình nghĩ rằng mình có thể chia sẻ ngược lại để các bạn thấy. Bây giờ tôi đoán rằng là các bạn biết rằng là cái buổi training của chúng ta, tức buổi đào tạo chúng ta đến đây là kết thúc, đúng không ạ? Và tôi đoán rằng các bạn đang đói lắm rồi, mà trời gió bắt đầu lên gió rồi, bắt đầu lạnh rồi. Tôi tin rằng là sau cái buổi ngày hôm nay là một buổi đầu tiên, giống như bước chân đầu tiên đến hành trình ngàn dặm của ai? Của cô Khổng Tử nói. Nhưng mà đây là hành trình của chúng ta chứ không phải của Khổng Tử, đúng không ạ? Hành trình của ta là bước chân đầu tiên, giống như là trò chơi ngày hôm nay. Rồi cái buổi training ngày hôm nay nó chỉ là một buổi đầu tiên thôi, để giúp chúng ta khai phá ra cái vấn đề là chúng ta thiếu cái gì thì chúng ta học cái đấy, đúng không ạ? Và làm sao nào đó để thủ tiêm hôm nay không cần phải, không sẽ không phát triển chỉ có chiều ngang như là anh Hoàng nói nữa, mà cuối từ giờ đến giữa năm và cuối năm nó sẽ phát triển theo chiều sâu và càng ngày càng sâu hơn, cho mọc rễ hơn. Mà cái rễ này là rễ tích cực, không phải rễ tiêu cực, giống như cái cây của chị Vân nó là cây, không phải cái cây tiêu cực mà chị Vân nói là không còn trong đầu chúng ta nữa, đúng không? Tại vì chị Vân đã bảo chúng ta là đừng nghĩ đến cái việc tiêu cực đó nữa. Cái việc mà chúng ta muốn phản ánh ra bên ngoài thì nó nằm ở bên trong, cho nên muốn là ra bên ngoài nó sáng lên, bừng sáng lên, nó thành công hơn thì cái mặt bên ngoài vì sao ạ? À, bên trong vì sao ạ? Bên trong vì sao em? Bên trong phải tốt, phải tích cực hơn. Khó không các bạn? Khó không ạ? Tôi thấy Hoa cười rồi. Đúng khó không các bạn? Trên đời này chả có cái gì mà dễ cả. Đúng như vậy không ạ? Nhưng mà người ta vẫn làm được. Vậy thì chúng ta cũng sẽ làm được. Các bạn đã làm được rất rất tốt rồi, thì bây giờ các bạn sẽ càng làm được tốt hơn nhiều, nhiều hơn xưa nữa. Và tôi tin điều đó sẽ xảy ra đối với thủ tiêm Rio và đối với các bạn ở đây. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đây, cho một tràng hoa tay cho chúng ta, cho chính chúng ta. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Và chúc chúng ta có một buổi ăn tối thật là ngon, một gala dinner thật là hoành tráng ha. Và đã đến lúc đó,